Hồn ma chết oan hiện hình trong 49 ngày. Địa điểm: tại ngôi nhà của gia đình Konodon ở thành phố Pattaya, Thái Lan. Thời gian: 4 giờ sáng ngày 27 tháng 9 năm 2016. Thông tin được cung cấp: đoạn video này được máy camera an ninh trong nhà của gia đình Konodon quay lại. Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày người ta tổ chức một lễ ma chay tại chính ngôi nhà này. Được biết người mất là đứa con gái thứ hai của ông Konodon. Người con này của ông rất khỏe mạnh và xinh đẹp. Nhưng khi bước đến tuổi 21, chính xác là 6 tháng trước kể từ thời điểm này, cô ta được xác định là mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Cô ta bị sụt ký trầm trọng, cơ quan nội tạng đều bị tổn thương. Bác sĩ đã bó tay vì đây là căn bệnh mới và chưa có thuốc điều trị cho loại virus độc hại này. Trong vô vọng, các bác sĩ chỉ biết truyền dịch và tiêm thuốc giảm đau để cô ta sống được ngày nào hay ngày đó. Và rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến. Những gì mà chúng ta đang chứng kiến trong đoạn video này đã là trong tuần thức thứ 3 của cô ta. Tôi nghĩ bạn cũng đã bắt đầu hiểu ra thứ mà bạn đã nhìn thấy rồi đúng không? Đó chính là hồn ma của cô gái đã qua đời. Địa điểm: tại con đường Jaira ở thành phố Chennai, Ấn Độ. Thời gian: 2 giờ chiều ngày 15 tháng 8 năm 2016. Thông tin được cung cấp: theo thông tin chính xác từ một tài khoản có tên Yahama đăng tải trên trang Twitter với dòng mô tả: tôi vẫn nhớ ngày hôm đó. Tôi đã chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra trong ngày 15 tháng 8 vừa qua. Một tai nạn kinh hoàng xảy ra trước mắt của tôi. Một ông chủ tay cầm những túi đồ vừa mua trong khu chợ gần đó. Tôi không biết tại sao, nhưng ông ta có vẻ khá vội vã và hình như ông ta đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại. Ông ta vội đến mức băng qua đường khi vẫn còn đèn đỏ. Tôi đã kêu ông ta khá lớn, nhưng hình như ông ta không để tâm những gì tôi đã nói. Cứ thế ông ta bước ngay qua đường và rồi một chiếc xe tải lao tới và cán qua người ông ta. Nửa tiếng sau, xe cứu thương và cảnh sát tới để mang xác ông ta đi. Và những gì chúng ta đang xem là thời điểm 3 tuần sau đó. Tôi thật sự rất sợ hãi khi xem đoạn video này. Bóng đen đó không ai khác chính là hồn ma của ông ta. Tôi vẫn còn nhớ dáng đi đó rất rõ trong tâm trí tôi. Địa điểm: tại ngọn đồi Kalang ở ngoại ô thành phố Bintulu, Malaysia. Thời gian: ngày 26 tháng 7 năm 2017. Thông tin được cung cấp: đoạn video này được một người dùng có tên Tatayu đăng tải trên trang Facebook cá nhân với dòng mô tả như sau: tôi đã nghe về một vụ tai nạn xảy ra ở ngọn đồi Kalang. Thực ra chỉ mất 2 tiếng để tới đây tính từ nhà của tôi. Đây là nơi tôi hay thường ra hóng gió mỗi khi đi làm về. Và tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó,
ngày 19 tháng 7 năm 2017, chính xác là cách thời điểm đăng video này 7 ngày. Khi đi làm về, tôi thấy nhiều người tập trung lại, có cả xe cảnh sát và xe cứu thương. Do tò mò, tôi đã lại và xem. Khoảng 25 phút sau, người ta kéo lên từ vách đồi một thi thể của một người đàn ông. Nhìn thật đáng sợ, hai cái chân của ông ta bị chặt đứt, thân thể thì tái nhợt. Có vẻ ông ta đã chết cũng được hơn 3 ngày. Nguyên nhân thì tôi không rõ. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi không còn dám tới đây nữa, vì tôi đã nhận ra một điều khủng khiếp khi xem đoạn video này. Dù đã chết, nhưng hồn ma của gã ta vẫn còn ở lại trên ngọn đồi này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ chuyện đi kỳ bạn nhé.